Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Nghệ thuật nhượng bộ. Chuyện xưa kể rằng có một vị tướng rất thích chơi cờ. Chính xác, ông là một đại kỳ thủ. Một lần ông dẫn quân đi chinh chiến, trên đường đi gặp một ông lão ngồi bên cạnh bàn cờ, đội chiếc nón có thêu chữ "Thiên hạ đệ nhất cao kỳ thủ". Ông lão này thiệt ngông cuồng, tự cho mình là đệ nhất thiên hạ ư? Mình phải cho lão biết thế nào là cao thủ kỳ mới được. Tôi có thể chơi với ông một ván cờ được không? Được, nếu ngài không vội. Và vị tướng ba lần liên tục giành chiến thắng. Vì thắng được thiên hạ đệ nhất cao thủ kỳ, nên vị tướng rất vui vẻ, vô cùng tâm đắc vì không ai có thể đánh bại được mình. Sau đó, vị tướng liên tiếp giành được những chiến thắng trên chiến trường, đánh đuổi quân xâm lược. Trên đường trở về kinh đô, vị tướng gặp lại ông lão chơi cờ ngày trước, trên đầu vẫn đội chiếc nón thiên hạ đệ nhất cao kỳ thủ. Vị tướng nổi cơn tự ái, quyết phân thắng bại với ông lão. Nhưng thật bất ngờ, vị tướng liên tiếp thua ba ván. Hôm sau, vị tướng lại đến để phục thù, nhưng tiếp tục bại trận tan tác. Tôi không thể ngờ là ông tiến bộ nhanh đến thế. Ông có bí quyết gì chăng? Lần trước, tôi biết ngài đang dẫn quân đi chinh chiến nên đã nhường cho ngài thắng, khiến ngài thấy tự tin về khả năng, về ý chí của mình. Nhưng lần này, ngài khải hoàn trở về. Tôi chẳng có lý do gì để khách sáo nữa. Để có được chiến thắng trên chiến trường, mình phải cảm ơn ba lần bại trận trên bàn cờ của ông lão. Người biết khi nào cần phải thua. Nhượng bộ không có nghĩa là yếm thế, thất bại. Kẻ mạnh nhất luôn biết cách biến nhượng bộ trở thành một nghệ thuật. Họ không những tài giỏi mà còn bao dung, cao thượng. Cổ nhân có câu: lùi một bước thấy trời cao biển rộng, lùi ba bước tạo bình an, hạnh phúc.